Theo thông tin cập nhật từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC), trong ngày 19 tháng 9, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 38.086 người. Tất cả điểm tiêm được diễn ra ổn định, trật tự. Người tiêm đều đảm bảo an toàn. Số liệu tiêm vaccine của thành phố đang giảm dần trong những ngày gần đây. Giám đốc Trung tâm Y tế quận Gò Vấp cho biết, địa phương đang thực hiện tiêm vét mũi 1 và cố gắng tiêm mũi 2 đúng thời gian cho người dân. Trong khi đó, nhiều ngày qua, phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Hồ Chí Minh thông báo cho người dân về lịch tiêm vaccine Verocell, lịch tiêm mũi 2 các loại vaccine khác cho những người còn lại chưa có do vaccine chưa được phân bổ kịp. Đến sáng ngày 20 tháng 9, phường Thạnh Mỹ Lợi bắt đầu thông báo lịch tiêm mũi 1 và mũi 2 vaccine AstraZeneca và Pfizer cho người dân. Từ khi Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu tổ chức tiêm chủng đợt 1 từ ngày 8 tháng 3 cho đến hết ngày 19 tháng 9, đã có 8.773.870 người tiếp cận vaccine, trong đó 2.037.047 người tiêm mũi 2. Số lượng được tiêm vaccine Verocell là 2.306.530 người, tất cả đều an toàn. Như vậy đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã có khoảng hơn 93% người được tiêm vaccine mũi 1 và gần 28% dân số tiêm đủ 2 mũi. Ngày 19 tháng 9, Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận phân bổ thêm 54.700 liều vaccine AstraZeneca do Bộ Y tế cấp. HCDC cho biết cơ quan này phân bổ ngay cho các quận huyện và thành phố Thủ Đức để công tác tiêm chủng không bị gián đoạn. Cùng ngày, Thành phố Hồ Chí Minh nhận được 500.000 liều trong tổng số 8 triệu liều vaccine Verocell từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Thưa quý vị, Công an Thành phố Hồ Chí Minh không cấp giấy đi đường cho các trường hợp là F0 lưu thông trên đường. Đây là khẳng định của Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an Thành phố Hồ Chí Minh vào buổi họp báo về tình hình dịch bệnh trong chiều ngày 19 tháng 9 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh. Liên quan đến trường hợp có 50 F0 được cấp giấy đi đường, trong số 135 F0 bị lực lượng chức năng phát hiện khi lưu thông qua các chốt, Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết, Công an Thành phố Hồ Chí Minh không cấp giấy đi đường cho người bị F0 lưu thông trên đường. Đây là những trường hợp thuộc nhóm đối tượng được cấp giấy đi đường. Tuy nhiên, do thời điểm cấp giấy thì những trường hợp này là âm tính, sau đó bị dương tính nên mới có trường hợp các F0 này lưu thông trên đường. Các cái trường hợp này là khi lưu thông thì đều chưa biết là mình là F0. Lý do là nó có một cái độ trễ. Khi công an thành phố mà cập nhật được về dữ liệu F0 về cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư, từ cái lúc đi lấy mẫu xét nghiệm đến lúc mà có kết quả PCI, rồi xong cái có danh sách PCI cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư thì nó có độ trễ từ 1 đến 3 ngày, là thường có khi phải 5 ngày. Thế như vậy thì khi mà quét lại cái danh sách có danh sách F0 thì quét lại thì kiểm tra, thì trong cái thời gian từ lúc mình xét nghiệm với F0 là phát hiện là có lưu thông qua các chốt. Về trường hợp người lao động muốn quay trở lại Thành phố Hồ Chí Minh làm việc, đại diện Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, do thành phố đang trong thời gian tăng cường giãn cách theo chỉ thị 16 của Chính phủ và chỉ thị 11 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, phương châm ai ở đâu ở yên đó, nên việc lưu thông giữa các tỉnh thành phải có sự phối hợp chặt chẽ. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu sản xuất, đặc biệt là với Thành phố Hồ Chí Minh là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nên Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang có văn bản tham mưu cho Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để sớm tháo gỡ vấn đề này. Sau 3 ngày được nới lỏng giãn cách ở một số nơi trên địa bàn thành phố Hà Nội, đã xuất hiện tâm lý chủ quan, người dân ra đường đông hơn, nhiều điểm mua bán hàng hóa không thực hiện giãn cách theo quy định và có không ít người dân vẫn ra đường bất chấp để tập thể dục như là chưa có dịch. Với tâm lý lơ là chủ quan như thế này thì dịch bệnh có nguy cơ sẽ lại bùng phát bất cứ lúc nào ở Hà Nội. 6 giờ sáng tại các tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, Tràng Thi, quanh Hồ Gươm, người dân vẫn vô tư tập trung, tập thể dục bất chấp lệnh cấm tập trung đông người. Và những người này có muôn vàn lý lẽ để biện minh. Sáng nào cũng đi, không có sáng nào bỏ, kể cả mưa gió. Cái đấy thực ra là chị không biết về chuyên môn đấy, chị không biết, nhưng mà mình đi tập nó quen rồi ấy. Thì bây giờ Covid ở nhà không được đi tập thì chị vẫn đeo khẩu trang đi bộ thôi. Trong sáng nay các cơ sở đã chuyển đến trường tiểu học ở Trung Nam. Và phường đã hỗ trợ các lực lượng cho chủ cơ sở để thực hiện việc đảm bảo giãn cách. Thì sáng nay vấn đề đảm bảo giãn cách và đảm bảo về an ninh trật tự đã thực hiện rất là tốt.
Hà Nội đã bắt đầu nới lỏng một số hoạt động tại các vùng xanh để từng bước quay trở lại trạng thái bình thường mới. Thế nhưng, nới lỏng không có nghĩa là bỏ qua tất cả các quy định phòng chống dịch. Chống dịch, yếu tố tiên quyết đó chính là ý thức của mỗi cá nhân. Chỉ còn một ngày nữa là đến Tết Trung Thu. Vào những ngày này thì các em nhỏ háo hức chờ đợi giây phút được phá cỗ Trung Thu bên gia đình. Thế nhưng, Tết Trung Thu năm nay thì lại có hàng nghìn em nhỏ nhiễm COVID-19 đang phải nằm điều trị ở bệnh viện. Để giúp các em có thêm tinh thần lạc quan, vui vẻ trong ngày Tết đặc biệt này, thì các bệnh viện dã chiến tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị những phần quà cho các em. Thành phố Hồ Chí Minh có hàng trăm bệnh nhi đang phải cách ly, điều trị tập trung tại các bệnh viện thu dung dã chiến. Để động viên tinh thần cho các em an tâm điều trị và có một Tết Trung Thu thật ý nghĩa, Trung tâm Công tác Xã hội Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Nam thành phố, Quỹ học bổng Vừa A Dính và Trường Hướng nghiệp Á Âu đến các bệnh viện dã chiến số 6, 7, 8 và khu vực dân cư có hoàn cảnh khó khăn tại phường 2, quận 8 để tổ chức Trung Thu cho các em. Ban tổ chức sẽ trao tặng 1.000 phần quà cùng với 1.500 chiếc bánh Trung Thu cho các em thiếu nhi đang cách ly điều trị tại các bệnh viện dã chiến trên. Đơn cử như điểm tặng quà Trung Thu, bệnh viện dã chiến số 7, 300 món quà Trung Thu gửi tặng các em, nhưng để đảm bảo giãn cách an toàn, không tụ tập, lực lượng y tế sẽ đến từng phòng để trao tặng đèn ông sao, đèn Pokemon, bánh Trung Thu. Món quà tuy đơn giản nhưng cũng đủ khiến các em cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ để có thêm tinh thần chiến đấu với bệnh tật, sớm được trở về nhà. Những thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin cập nhật ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Đài truyền hình kỹ thuật số VTC chính thức ra mắt chuyên trang điện tử VTC tại địa chỉ www.vtc.gov.vn. Lần đầu tiên, một chuyên trang điện tử tiếng Việt cung cấp liên tục các bản tin trực tiếp Breaking News với sự xuất hiện của hàng trăm phóng viên tại nhiều điểm thời sự nóng bỏng. Nó thậm chí còn làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ cho một con người. Lần đầu tiên khán giả Việt Nam được theo dõi các tin tức theo dạng đồ họa mô phỏng hiện đại và sống động. Những chương trình bản quyền hấp dẫn nhất trên hệ thống 15 kênh truyền hình VTC được chất lọc và công chiếu liên tục mỗi ngày. Hệ thống lịch phát sóng tự động giúp quý khán giả tra cứu và theo dõi nhanh nhất các chương trình đã đang và sẽ phát sóng trên VTC. Những TV show ăn khách, những clip hấp dẫn về sức khỏe và ẩm thực mỗi ngày, những bộ phim đặc sắc của các nền điện ảnh hàng đầu thế giới, và không thể thiếu là những nội dung độc quyền chỉ dành riêng cho khán giả online. Đó là âm nhạc, là series các chương trình podcast sách nói chuyện hay. Thành công của trong đã phát ra. Và là cả một thế giới thể thao sống động, thế giới showbiz đầy sắc màu. Hãy truy cập www.vtc.gov.vn để theo dõi các chương trình đặc sắc nhất của VTC ngay hôm nay. VTCnow.net, hệ thống phân phối nội dung đa phương tiện hàng đầu Việt Nam, thỏa mãn tối đa nhu cầu nghe, xem, đọc, tương tác cùng vô vàn tiện ích phục vụ đời sống. Với hàng chục triệu người dùng online, VTCnow.net là phương tiện quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của quý khách hàng nhanh nhất, dễ dàng nhất, là đòn bẩy gia tăng doanh số. Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Nội dung số, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội, hotline 02 444 501 365.